bí ẩn thiên thạch Caranac phát ra căn bệnh lạ, và giờ sau khi một thiên thạch lao xuống gần ngôi làng hẻo lánh Caranac ở Peru năm 2007, hàng trăm người bắt đầu xuất hiện các triệu chứng lạ. Thiên thạch Caranac đã gây khó hiểu với các chuyên gia vũ trụ kể từ khi nó lao xuống vùng cao nguyên ở Peru năm 2007. Làm thế nào thiên thạch này có thể rơi xuống trái đất mà không cháy tan và căn bệnh khó hiểu dường như phát ra từ tảng đá trời quét qua một ngôi làng gần đó? là hai câu hỏi vẫn chưa có lời đáp dù hơn một thập kỷ đã trôi qua, vị khách lạ ở Carancat. Vào ngày 15 tháng 9 năm 2007, ngôi làng nhỏ Carancat ở vùng núi cao hẻo lánh của Peru đã đón một vị khách bất ngờ khiến dân làng và chính quyền địa phương hoang mang. Ban đầu, những người dân địa phương tò mò đổ tới đã không tìm thấy bất cứ thứ gì ngoại trừ một miệng hố sâu chừng 6m, rộng 30m mà thiên thạch đã đào xuống mặt đất nó nhanh chóng được lấp đầy bởi nước ngầm, vì khách không mời, hóa ra là một thiên thạch, đúng hơn là một tảng chôn rít, thạch đá chưa biến đổi do sự tan chảy hay biến thái của vật thể mẹ, với kích cỡ như một chiếc bàn ăn nhỏ. Nặng chừng 12 tấn Một phân tích các mảnh vỡ từ tảng thiên thạch đã phát hiện các khoáng chất như olivine, pyrocene và fenspat, trước khi thiên thạch đáp xuống vào lúc 11 giờ 45 phút. Các nhân chứng nói rằng họ đã nhìn thấy một vật thể bốc lửa băng qua bầu trời rõ ràng, nó cháy đủ sáng để cư dân ở Desaguda, một thành phố nằm cách Karankat gần 20 km, cũng quan sát được giữa ban ngày, các nhà khoa học xác định thiên thạch Karankat đã tới từ một vành đai tiểu hành tinh cách trái đất khoảng 110 triệu dặm, trôi nổi giữa sao hỏa và sao mộc. Đó là một trong những thiên thạch lớn nhất đáp xuống trái đất theo những dữ liệu gần đây. Thiên thạch đã bay với vận tốc khoảng 16.000 km trên giờ khi nó lao vào trái đất chấn động từ vụ va chạm được một trạm theo dõi siêu âm ghi nhận ở khắp nơi tại nước láng giềng Bolivia. Điều đặc biệt là hầu hết các thiên thạch đều vỡ thành mảnh vụn và cháy tan trước khi có thể chạm tới mặt đất, nhưng thiên thạch rơi xuống Carancas thì hầu như còn nguyên vẹn, thiên thạch này lao xuống trái đất với tốc độ 3 km một giây, phát nổ và tự vùi mình vào lòng đất. Ông Peter Skun, giáo sư khoa học địa chính trị từng đến hiện trường hai tháng sau vụ va chạm, cho biết vào ngày 15 tháng 9 năm 2007, ngôi làng nhỏ Carancat ở vùng núi cao hẻo lánh của Peru đã đón một vị khách bất ngờ khiến dân làng và chính quyền địa phương hoang mang. Ban đầu, những người dân địa phương tò mò đổ tới đã không tìm thấy bất cứ thứ gì ngoại trừ một miệng hố sâu chừng 6 mét, rộng 30 mét mà thiên thạch đã đào xuống mặt đất. Nó nhanh chóng được lấp đầy bởi nước ngầm, vì khách không mời, hóa ra là một thiên thạch, đúng hơn là một tảng chôn rít thạch đá chưa biến đổi do sự tan chảy hay biến thái của vật thể mẹ với kích cỡ như một chiếc bàn ăn nhỏ tò mò về miệng hố sâu với một tảng đá là chìm dưới nước người dân địa phương đã thu nhặt các mảnh đá vỡ ra từ thiên thạch theo các nhân chứng nước trong miệng hố thiên thạch khi đó còn đang sôi nóng và mùi lưu huỳnh nồng nặc tỏa trong không khí những mảnh đá màu đen mà người dân nhặt được dường như cũng đang phát ra khói chỉ vài giờ sau những báo cáo đầu tiên về việc người dân trong làng ngã bệnh bắt đầu xuất hiện. Nhiều người nghi ngờ thiên thạch có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Một tin đồn nhanh chóng lan đi cho rằng mảnh thiên thạch nhiễm độc. Hoặc bị nguyền rủa là nguyên do khiến người dân đổ bệnh hàng loạt. Nhiều người thấy buồn nôn, chóng mặt, đau đầu và nôn mà không có nguyên nhân rõ ràng. Các bệnh viện trong khu vực cũng nhanh chóng đầy chặt bệnh nhân nhiễm căn bệnh bí ẩn. Thị trưởng thành phố chủ quản của Karankat, Ông Nestor quyết cho biết, các bệnh nhân bị đau đầu, đau mắt, da bị kích ứng, buồn nôn và ói mửa. Theo báo cáo của hãng thông tấn chính thức Peru, Andina, có tổng cộng 200 người xuất hiện các triệu chứng khác nhau đã được các bác sĩ khám, trong khi 15 bệnh nhân tiếp xúc gần nhất với thiên thạch được lấy mẫu máu để phân tích, tệ hơn nữa là những báo cáo về việc da súc bị chảy máu cam, một số đã chết bất thường dân làng còn lo ngại nguồn nước ở địa phương đã không còn an toàn để uống và đổ lỗi cho vị khách lạ từ bầu trời những giả thuyết đằng sau bệnh lạ do thiên thạch trên thực tế quan niệm mê tín về các thiên thể đã tồn tại suốt chiều dài lịch sử cổ đại ở các nền văn hóa khác nhau người ajet tin rằng vị thần que gian lót gắn với sao kim có khả năng tiên đoán tương lai trong khi người la mã tin rằng chiến thắng mà họ có được là nhờ sở hữu một mảnh thiên thạch được tôn sùng là cây kim của sibel trong các ghi chép lịch sử của hy lạp và trung quốc cổ đại các sự kiện đá rơi cũng được ghi chép và được tin là ảnh hưởng tới những biến cố của thế giới ở karankar sự xuất hiện của thiên thạch đã kích động nỗi sợ hãi mê muội các nhà khoa học địa phương như kỹ sư địa chất lucia macedo đã cố gắng trấn an dân làng xoa dịu nỗi sợ của họ về một thảm họa diệt vong sắp xảy ra thị trưởng Karankat Maximilian Trujin đã triệu tập cuộc họp công khai với khoảng 800 người để nghe giải thích từ các nhà khoa học về thiên thạch. Nhưng một số người vẫn không tin, cho rằng tảng đá vũ trụ bị các thần linh tiểm bùa là một điểm xấu cho tương lai. Rốt cuộc, thị trưởng Karankat đã phải thực hiện một biện pháp truyền thống để giảm bớt những lo ngại của cộng đồng. Ông Trujin yêu cầu Marcian Lora Aquipipa, một trong hai pháp sư cuối cùng còn lại trong làng, thực hiện nghi thức tế lễ với hy vọng trấn an người dân rằng thiên thạch không gây nguy hiểm. Các chuyên gia sau đó cho rằng nguyên nhân gây ra căn bệnh là liên quan đến thiên thạch cát là thạch tín đã thấm vào nước ngầm và bốc hơi do sức nóng của thiên thạch trước va chạm. Thạch tính bay vào không khí dưới dạng khí và khiến những người tiếp xúc gần với thiên thạch bị những triệu chứng nhiễm độc, mặc dù giả thuyết này nghe có vẻ hợp lý, nhưng các chuyên gia khác lại chỉ ra rằng các thiên thạch rơi xuống trái đất thường không được thấy phát ra nhiệt độ cao hoặc bất kỳ mùi nào như người dân địa phương chứng kiến với thiên thạch Karankat. Vì thế vụ việc đã khép lại nhưng vẫn là một bí ẩn với nhiều người.